bác nào mà nhà theo phong cách tân cổ điển hoặc các căn biệt thự dát vàng thì không thể bỏ qua video clip này. Thì ngày hôm nay thì em Công Tài Lộc sẽ giới thiệu cho bác một bộ sản phẩm combo toàn bộ là dòng hoàng gia được bên cơ sở em Công dát vàng. Cái bộ sản phẩm này thì hiện tại thì em Công đang làm là toàn bộ 100% là bằng hương đá hết các bác nhé. Từ kệ tivi, đồng hồ, bàn ghế được bên cơ sở em làm 100% bằng hương đá và các họa tiết chi tiết thì được bên cơ sở em Công dát vàng. Bộ sản phẩm này thì hiện tại thì có tên gọi là Hoàng gia Louis chân 16. Bộ sản phẩm này thì em đang làm là toàn bộ dòng hoàng gia mặt tràn dày 6 phân các bác nhé. Dòng này thì hiện tại là phân khúc cao cấp nhất của dòng hoàng gia mà có long khung vần vách, là mặt tràn 6 phân là dòng dày nhất hiện tại các bác nhé. Và toàn bộ thì đều là hàng gỗ liền nguyên một khối, hàng không chấp ghép, tất cả đều là hàng liền một tấm luôn. Đấy, và làm trên nền chất liệu là hương đá. Với kích thước bộ này thì em đang làm là đoạn dài là dài 2m60, chiều cao từ chân đỉnh trương này là 1m54 phân, và toàn bộ đều là bằng hàng trương liền các bác nhé. Và sâu này, sâu phủ bì này em đang làm từ đầu này đến phần kịch cuối phủ bì em đang làm là lên tới là 80 phân. Đấy, rất là sâu các bác, tại vì dòng hoàng gia này là dòng bàn ghế mà dành cho vua chúa để ngồi, thế nên là cái dáng dấp thì rất là bệ vệ, kích thước thì rất là to và cao. Thế là phù hợp với các bác nào mà phòng khách tầm khoảng từ trên 20m2. Đấy, từ 25, 30, 40m2, càng rộng thì cây càng sang các bác nhé. Đặc biệt là dòng này thì em Công là dát vàng tứ diện. Thế nên là các bác nào mà nhà rộng mà kê được lộ cả mặt sau, mặt trước ra thì các cái họa tiết thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn thấy này, toàn bộ dát vàng hết tứ diện đấy các bác nhé. Mặt trước này, đấy, mặt sau, toàn bộ các phào chỉ em dát vàng hết. Đấy, mà riêng dòng dát vàng này thì phù hợp nhất với các bác nào mà nhà thực sự là sáng, mà đặc biệt là còn phào chỉ mà dát vàng hoặc đèn chùm dát vàng thì rất là tuyệt vời. Bộ bàn ghế này thì hiện tại thì em Công đang làm là gồm có 6 món các bác nhé, bao gồm một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn cả đầu bàn và một chiếc đôn con, và toàn bộ ván mặt thì đều mặt tràn 6 phân. Đây bàn này các bác, bàn này thì hiện tại thì em Công đang làm là bàn thuận buồm, có kích thước là 76 phân nhân với 1m56 và toàn bộ thì làm bằng hương đá hết các bác nhé. Mặt thì là mặt tràn luôn, mặt tràn liền như một tấm như này. Dày là 6 phân và kích thước ngang là 76 cm các bác. Và hai bên thì đều có hai ngăn kéo các bác nhé. Hai bên hai ngăn kéo. Và hàng các bác nhìn này, 100% là không có tâm này các bác nhìn này, không có tâm gỗ và dày toàn bộ là 6 phân. Rất dày. Đây, khung hộp, khung ngăn kéo các bác này, cái khung cổ này và cổ chỉ 3 tầng này, 1, 2 và 3 tầng này để trơn. Và yếm thì chắc chắn rồi, yếm là yếm liền các bác nhé. Yếm vén cong và toàn bộ yếm là toàn bộ là dày, là dày 4 phân. Đấy, dày 4 phân động. Và chân thì đục là chân hoa lá tây và chân là chân 16 các bác nhé. Chân là chân 16 rất tuyệt vời, và các họa tiết thì được cơ sở em Công họa dát vàng này, toàn bộ này. Và dòng vàng này thì em Công bảo hành cho bác là trong vòng 5 năm và bảo trì trọn đời cho các bác ạ. Đấy. Tiếp đến là hai chiếc ghế đơn. Em quay review cho bác xem hai chiếc ghế đơn. Em Công thì cao 1m79 và nặng là 72 cân. Em sẽ ngồi lên một cái ghế băng nhà bác xem. Đây. Dáng dấp thì rất bệ vệ các bác, cực kỳ to. Riêng cái dòng này mà em Công 72 cân ngồi được tổng 2 người các bác nhé. Ngồi khép nép này ngồi 2 người. Đấy, dáng ghế rất là to và các bác gần như là để mà ngồi dáng này thì đến em Công chân còn không chạm được đất các bác. Chân còn không chạm được đất các bác. Các bác hình dung là dáng ngồi này nếu mà để mà tựa hết đường sau ra các bác nhìn này, rất bệ vệ. Còn nếu mà ngồi thì ngồi đường trước như này, chân chạm thoải mái thôi. Nhưng mà nếu mà để mà dáng chuẩn nhất là cứ phải tựa cái lưng vào đúng không bác? Tựa cái lưng vào, tay để lên hai cụ tay đây rất đẹp và tuyệt vời. Bộ này thì hiện tại thì kích thước ghế đơn thì em Công đang làm là kích thước đơn là ngang là 1m20, cao từ chân đỉnh trương này là 1m47 phân, và sâu phủ bì là 80 phân các bác nhé. Phủ bì 80 phân và toàn bộ là tay đặt liền nguyên một khối này. Đấy, có 6 cái tay như này thì toàn bộ tay liền nguyên khối các bác nhé, tay đặt. Cách phân biệt rất đơn giản thôi, các bác nhìn vân này, nó liền lạc với nhau, nó không chấp ghép. Đấy, vỗ vào nó chắc nịch như này luôn thì nhìn là biết ngay hàng nguyên khối thôi. Cái này thì không có gì khó khăn hết. Vách này thì em Công đang làm toàn bộ vách trơn các bác nhé. Làm vách trơn. Cái vách này thì em Công là làm dày ra, đục vào là sâu 3 phân nên chỉ đục một mặt thôi. Còn các bác nào mà dùng dòng 12 hoặc 14 thì đục hai mặt, nhưng vách nó rất là mỏng. Vách này dày 5 phân nhưng mà cái lường trước các bác nhìn lồi ra này, rất là sâu các bác nhé. Rất là lồi ra và toàn bộ là trọn vân. Đấy, rất đẹp. Đấy, trọn vân toàn bộ. Và trương thì cơ sở em Công đục là trương họa tiết hoa lá tây. Đấy, trương đục họa tiết hoa lá tây và dát vàng hết các cái chi tiết từng cái họa tiết hoa lá cây một các bác nhé. Hoa hồng này bên em Công dát vàng toàn bộ. Đấy, dòng này thì phun xong rồi mới dát vàng và phủ thêm một lớp bóng lên để bảo vệ vàng. Tất cả sở bên em Công thì bảo hành cho bác trong vòng 5 năm và bảo trì trọn đời cho bác các bác nhé. Đấy, bộ sản phẩm này thì hiện tại
bộ bàn ghế thì em Công đang bán với giá là 118.800.000. Các bác nào mà đang quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em Công Tài Lộc. Cô số điện thoại là 0989 350092. Địa chỉ em Công ở đối diện công ty giày da Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em Công để em Công tư vấn và giải đáp toàn bộ câu hỏi thắc mắc của các bác liên quan đến bàn ghế nội thất các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác.